Nike treo đầu dê bán thịt chó. Nike có rất là nhiều đôi có chứa túi khí như là Air One, Air Jordan, Air Max. Nhưng mà nói chung á, đôi nào cũng chỉ Air thì đều có túi khí. Nhưng có một đôi giày mang tên là Air Jordan Canvas có Air nhưng lại không có đế Air. Ảo chưa? Doanh thu của Nike vào năm 1985 là 126 triệu đô. Doanh thu cực khủng từ cái việc ký hợp đồng độc quyền với Michael Jordan, và đã khiến cho đôi giày Air Jordan trở thành một cơn sốt vào những năm 80. Vì vậy, Nike đã bắt đầu sản xuất hàng loạt Air Jordan, và hậu quả của việc sản xuất quá nhiều và đã khiến cho Air Jordan bị tồn kho cực kỳ kinh khủng. Và để khắc phục cái hậu quả đó thì Nike đã tạo ra một đôi Air Jordan KO. Cái phần upper được làm bằng vải, nhưng mà cái đế của nó lại lấy từ một cái dòng siêu tồn kho khác, đó chính là dòng Vanda. Mà cái đế của dòng Vanda thì làm gì có Air. Và đó là cái đôi duy nhất của Nike Air Jordan có chữ Air nhưng mà lại không có đế Air. Và đó là lý do tại sao Kiệt nói